Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Konos Việt Nam. Trên tay mình đang là sản phẩm đầu nối vòi nước thông minh Nelvon. Đây là một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, chuyên cung cấp linh phụ kiện và giải pháp dòng chảy. Với 64 năm kinh nghiệm, Nelvon hiện đang có mặt tại 17 quốc gia trên khắp thế giới. Theo đánh giá của mình, sản phẩm đầu nối vòi nước thực sự cần thiết trong gia đình, không chỉ ở vị trí vòi, lavabo mà với vòi rửa bát cũng rất hợp lý. Đầu vòi xoay 360 đến 720 độ, tiếp cận mọi góc bồn, chậu, giúp hạn chế bắn nước ra bàn bếp và sàn nhà tắm. Công nghệ đột phá độc quyền của Nelvon giúp giữ nguyên chất lượng dòng chảy và tiết kiệm nước đến 50%. Ngoài ra, công nghệ tạo bọt áp suất thấp còn giúp dòng chảy đều, không bị ảnh hưởng bởi biến động áp lực nước, tạo ra các bọt nước mịn, mềm, chống văng. Bên cạnh đó, sản phẩm đầu nối vòi nước Nelvon còn được làm bằng vật liệu đồng bền bỉ đạt tiêu chuẩn CW617N và các tiêu chuẩn quốc tế về vật liệu an toàn với sức khỏe. Trên thị trường, ta có thể bắt gặp các sản phẩm làm bằng vật liệu nhựa hoặc inox. Giá thành tuy rẻ hơn nhưng so sánh về độ bền bỉ, an toàn và tính thẩm mỹ thì vật liệu đồng vẫn là lựa chọn số 1 của các nhà sản xuất linh phụ kiện vòi nước cao cấp. Sản phẩm có hai phân loại, đầu nối vòi nước 360 độ sẽ phù hợp nhất với vòi rửa bát và 720 độ sẽ phù hợp với vòi lavabo. Kích thước của cả hai sẽ là kích thước tiêu chuẩn quốc tế, phi 22mm với ren trong và 24mm với ren ngoài nên có thể lắp thích hợp với hầu hết các loại vòi rửa. Sản phẩm hiện được bảo hành chính hãng 12 tháng và đã có mặt trên các trang thương mại điện tử của Konos như Tiki, Lazada, Shopee và TikTok Shop. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập website konos.com.vn hoặc fanpage Konos Việt Nam nhé. Xin chào!